Anh em đã sẵn sàng mài ghế cày cuốc miễn phí marathon lấy chiếc Chrome phá trung tăng tấn công vàng cấp 8 mới của Ba Lan chưa? Hôm nay mình sẽ review để anh em có muốn bỏ thời gian ra không. Cũng được trang bị cơ chế sát thương theo khoảng cách giống như đám cấp 8, 9, 10 của pháo trung tăng Ba Lan. 800 ở 50m và giảm xuống 200 ở 500m. Độ xuyên trung bình tốt với pháo trung tăng cấp 8 có thể cày được bạc. Quá trình nạp đạn lên tới 16 giây và sát thương trung bình mỗi phút 3.000 nhưng với khoảng cách 50m thôi nhé. Độ phân tán 100m 0.4 và thời gian ngắm 2.7. So sánh với Kinana, thời gian nạp đạn chênh nhau không nhiều. Vận tốc đạn cũng thế, cũng 19-10. Tiếp theo là ổn định nòng pháo, có thể thấy là chiếc Grom nó sẽ tốt hơn, thích hợp để anh em đi càn cánh tặng chung. Tốc độ tối đa và khả năng duy trì tốc độ ủng hộ điều đấy khi mà nó tốt hơn con sơ đồ công nghệ. Tiến 4 năm mà mang thêm cái nitro thì cứ phải gọi là hơn 50, ta hạng chung gặp nó quay mông chạy ngay. Tiếp theo là thông số cơ bản về bộ giáp, phía trước có vẻ như yếu hơn so với chiếc Kinana, nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, hãy xem hiệu quả sau. Số máu 1.300, thấp hơn 100, cũng đáng kể đấy. Cơ bản 100m ở đâu ạ? Chỉ có phần thân trên, phần gầm 85 và cabin phía trước 195, hai bên má 170. Khi mà hiệu quả nghiêng hay là thập thò trên đồi ấy thì cứ phải gọi là chặn được rất nhiều đạn thường. Và chính vì hai cái má này mình sẽ lắc xe tốt hơn so với chiếc Kinana. Nói chung thì cả hai đứa 19-10, anh em thích con nào cũng được thôi. Mình thích cả hai. Với vai trò tấn công mà có tốc độ tối đa tốt thì không thể thiếu được hai thiết bị, chính là búp máu và nitro. Mang thêm cái thép đệm đâm húc cho nó sướng. Thiên về hỏa lực, hãy mang thông nòng và quạt cải thiện sát thương trung bình mỗi phút. Xoay trở giảm tâm ngắm nhanh nếu anh em muốn hạn chế cái việc di chuyển vỡ to. Không để mọi người đợi lâu, hãy cùng mình đi càn trên chiếc Grom này nào. Cảm nhận của mình về Grom bắn sướng như Kinana vậy, vào phòng cấp 7 gặp cấp 8 như bố gặp con, mà đôi khi không ngại đám cấp 9, cấp 10, độ xuyên tốt, sát thương lớn ở tầm gần, bắn tỉa thì hơi thọt, anh em lưu ý. Và độ Empire Border, mình đang đẩy cánh tạm nặng, ý định ban đầu như thế, nhưng thấy chiếc Udes đi lên, mình cũng theo sau. Chuẩn bị có giao tranh ở vùng trung tâm. Empire Horse đi đâu đây? Nhẹ nhàng về gara, vớ va vớ vẩn, chạy trước họng súng của chiếc Grom ạ. Anh em nhớ nhá, đừng bao giờ trêu đùa trước pháo trung tăng của Ba Lan từ cấp 8 cho đến cấp 10, đặc biệt là ở khoảng cách 100m đổ lại, mất 7 đến 800 máu lúc nào không hay đâu. Sau khi chiếm được vùng đồi trung tâm, mình sẽ đến vị trí G4. Ở đây có một cái mô đất, tập tò xem ta hạng nặng bên địch đã chạy qua chưa. TA9, dụ địch tốt và đây là cơ hội để súng bắn đánh ta. Gần 800 sát thương, lại còn di chuyển gần hơn đến vị trí của mình chứ. Thế thì đớp nhẹ thôi. Chưa đầy 20 giây, T29 đã về gara. Ta hạng nhẹ đang bắn nhau, mình muốn ra hiểm trợ. Góc vui tí mà. Kìa, setter, sao không ở lại? Vị trí C0 đang có kẻ địch đấy. Ở khoảng cách này thì hơi khó, mình tính bắn bù, làm tí thần lực. Thêm viên nữa được không nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Thấy đằng sau Tiger 2 đang phòng thủ bởi Turtle 1 tấn công. Mình sẽ đến để hiểm trợ. Đằng sau anh ta còn hai thằng nặng khác. Mình có ra hiệu cho chiếc Tiger 2, hãy chạy về vị trí này, dụ kẻ địch vào. Không được rồi, Tiger 2 bị đứt xích, bắt buộc mình phải tấn công, hiểu chưa? Có chữ dạn vàng, dễ dàng đục hơn. Này thì tơ tồn một, giáp với chúng tôi à, 800 sát thương. Một viên nữa thôi, sẽ về gara. Mình chủ động tấn công. Bạn ơi, đây mới là meta đi càn mới của pháo chống tăng nhé bạn. Sau khi giải quyết xong chiếc tơ tồn, mình sẽ móc đằng sau tăng nặng bên địch. Không biết bọn họ chú ý chưa, nhưng mình thấy chiếc Zack Tiger Prototype có quay xe. Chuyển về đạn thương, ở trên đồi bắn sướng mà, hiệu quả giáp sẽ kém đi. Zack Tiger, sao bạn dại thế bạn ơi, lại còn tiến gần đến vị trí của mình để tăng sát thương khoảng cách. Pháo nha, để yên tôi tấn công nào. Mình sẽ solo luôn với chiếc DS-54, chỉ cần hai phát đạn tầm gần. Anh ta tập trung bắn chiếc Challenger mà không phải mình. Đó là một sai lầm lớn của bạn đấy.
Cảm chào sát thương. Tuyệt vời. Lùi xe, đề phòng 4 ATB. Bắn không xuyên à? Ê, bạn xong rồi đấy. Bye bye. Tiếp theo là 4 ATB. Có chiếc Bisonte đang chạy xuống. Mở combat game vậy bạn. Dí thẳng vào chiếc 45. Quả đấy anh em cứ để mình. Thế lâu 2 năm IU. Quay mông lại hả? Yes 6 bắn không xuyên cơ. Để mình giải quyết nhanh gọn lẹ. Anh em thấy đấy, chưa đầy 5 phút trận đấu và tính ra chỉ khoảng 3 phút chiến đấu thôi, mình kiếm được hơn 5.000 sát thương, lấy được top gun. Giờ thì kiếm thêm mạng bằng cách đẩy vào nhà địch. Cũng có binh cho đồng đội biết, hãy cẩn thận căn cứ. Không ai phòng thủ cả, có mỗi pháo tự hành. Hy vọng là chiếc UDES cũng như là 1357 có thể quay về reset. Có nha, Thai 62 đang chặn đường. Với tình thế bất ổn như thế này, kẻ địch đã vào chiếm, mình cũng phải làm điều đấy. Hai người giảm thời gian. Pro 54 và Astronrex cũng đi chung đội với nhau, tin chắc rằng bọn họ sẽ chiếm cùng. Để xem chiếc Thai 62 có chạy về reset không. Với chúng tôi à, 600 sát thương, không kịp ngáp. Có thể thấy là bọn mình đã dẫn rất nhiều thời gian khi chiếm căn cứ. Kẻ địch chỉ có một người. Kết quả cuối cùng, bọn mình chiến thắng. Nếu mà địch không chiếm căn cứ, bọn mình đi săn, có khi kiếm được 8 mạng Radley đấy. Nhưng mình vui với kết quả này. Đúng là bộ giáp cabin của chiếc Grom khá là hiệu quả, nhưng không phải lúc nào cũng chống cự được. Nếu chúng ta đi một mình, không che chắn phần thân dưới hay là gầm, cộng thêm việc nhiều kẻ địch phía trước xông vào, thì xác định vẫn dẹo như thường. Bản đồ Motor Bus. Mình đang cùng chiếc gác đẩy thẳng sang bên kia cầu, sẵn sàng chào đón địch. Chưa thấy ai nhỉ? Mấy ông ấy bỏ à? Mình sẽ chủ động đi ra tấn công. Knock knock, có ai ở nhà không? Cho tôi xin tí máu. WZ120 mang cả búp máu. Thì búp máu cũng trở thành vị thịt cho mình mà thôi. Chủ động ra tấn công, cho anh ta về gara sớm. Tổn 1.400 máu. Bạn cứ lại gần đây. Bạn ở xa thì mình còn rén. Đạn vàng sẵn sàng. 906 sát thương. Tôi đảm bảo tơ tổn 1 sau khi trận đấu này kết thúc vẫn còn hoàn. Phá trung tâm của Ba Lan và đấm kẻ địch như là ZGE-100. Chưa đầy 20 giây, tơ tồn 1 về gara. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Có vẻ như bên địch đã chú ý, bọn họ đang quay trở về để phòng thủ. Mình có bắn mù nhưng khả năng cao không trúng. Thấy đạn bay về đằng sau. T-71 vừa soi. Có thêm viện binh, T-29. T-832 đang chạy về, mình chủ động ra tấn công. Che chắn cái gì đây? Nhưng cũng chính vì cái việc mà ông T-71 này che cho T-832 về cuối, mình đã không thể chiến đấu tốt. 200 máu còn lại, mình có thể tiêu diệt được không? 50-50 quá. Chưa thấy Skoda T-56 lộ hình. Có khả năng anh ta đang ở nhà và chuẩn bị sẵn sàng ra vị trí này. T-29 làm gì đấy? Ít máu rồi còn ra che cái hướng bắn của mình. Quay lại. Tôi chán với ông T-29 luôn.
Mình đang có góc để canh me kẻ địch đi ra. Trời ạ. Hứng chịu một phát đạn từ chiếc Skoda T56, anh ta cũng đạp và mình chủ động tấn công. Không ngờ là T832 đã tiếp cận gần hơn. Liệu mình có thể rút kịp? Chặn được đạn của chiếc Panther. Nhưng T832 đã tận dụng được cái khe hở. Thực ra quả đấy mình có thể dừng lại và bắn chiếc Skoda T56, kéo anh ta về gara cùng thì nó sẽ hay hơn. Sắp có đạn rồi mà. Kiếm được hơn 4.000 sát thương cũng không tệ ở trận đấu này. Chỉ là mình hơi chủ quan, mất nhiều máu cũng như đồng đội chơi hơi lỏ. Vai trò tấn công cũng bao gồm nhiệm vụ phòng thủ. Bản đồ clip, chế độ đôi công. Mình đang ở cánh 1-2, bên này không có nhiều người, chờ cái địch thôi. Project Ion. Mất sau tảng đá. Từ từ nha. Có hai trường hợp. Một là kẻ địch trên đồi soi xuống, nhưng có lẽ không phải. Trường hợp thứ hai là có người đứng cạnh chiếc Project, cái bụi bên trái ấy. Mình cứ phải đề phòng. KV4 này, làm gì đây? Bạn nghĩ giáp bạn dày á? Hố chuyện đấy đâu. Giờ đạn vàng bay nhăn nhả rồi. Chơi tập thò đi, nghiêng xe cái gì. Cục U thì to tướng. Project Ion. Sao đây, bắn thêm viên nữa đi. Có hai viên mà. Quay đi quay lại còn nửa cây máu. Chán. Tiếp tục chờ đợi. Mình đang tính bắn bù vào bụi đấy, nhưng không thể đánh cược. Giữ đạn bắn chiếc Project. Vẫn tiếp tục nghiêng xe chặn đạn á. Thấy gì chưa? 500 sát thương. Khoảng cách 300m mà được từng đây cũng vui. Từ từ, từ từ. Kẻ địch tấn công. Mình đã có đạn. Ra đón đầu. Và đúng là có kẻ địch. Ballet và BZ-176. May quá. BZ bắn trượt. Kẻ địch đã chiếm được tất cả các cánh. Có cho đội mình quá. Sau khi hết lộ, mình sẽ đi ra. Mỗi tí phần thân và tầm ngắm cũng to chứ. Hình như mình bị chiếc Blast soi phải không? Có cả chiếc Pantera chạy đến góc vui. Bị áp đảo quá. Ngày khó chơi. Tiếp tục bị lộ. Bắn bùi nhưng không trúng. WZ-11 đang ở bên phải. Anh ta vừa khai hỏa, nhưng mình cũng đang lộ, không thể dại dột đi ra. Chẳng biết đâu mà lần, bởi cái địch có thể trực mình. Xe mới mà. Xin chào Project. Đi đâu đây? Cho mình sơi phát và thắp pháo. Nè, chứng tỏ con này không nhất thiết phải chơi đánh giáp lá cà. Cứ giữ khoảng cách tầm trung 300m cũng được ấy nhở. Bless. Không bắn được. Quật quá. Tỷ số 3-8. Áp lực thời gian. Không còn gì để mất. Mình sẽ tấn công vị trí của chiếc WZ. Hello. Sát thương nghiêm trọng. Chúng chỉ huy. Đồng đội có hiểm trợ nhanh. Chắc là tấn công đi. Kiếm được bao nhiêu thì kiếm. ES3 đi cùng này. Không mang camo á. Thế này không trông chờ gì. Nhưng kệ, đi cùng trở thành bia đỡ đạn cho mình cũng vui. Khả năng cao vị trí D4 vẫn còn nhiều người. Mình sẽ hướng về đấy. Phải tiễn kẻ địch nguy hiểm trước. Có chiếc Boras đang soi này. Scorpion.
Pogba. Bơi vào đây tôi tiếp. Porras. Mình có ý định chuyển sang đạn đổ, nhưng không cần đâu. Anh ta lao thẳng vào như thế này thì được 800 sát thương 1. Sợ à? Nhảy xuống vực kia. Yes, bà ơi, làm gì đấy? Chạy đi ra. Bao nhiêu kẻ địch ở đằng sau? Có tài. Và chiếc Bacharabe không tiêu diệt được. 822 sát thương. Thực ra thì phát đấy không tệ đâu, chỉ là không kết liễu được kẻ địch nguy hiểm. Mình mất nhiều máu, bị bao vây xung quanh. Trận đấu tốt nhất ở bản đồ Empire Border, gần 6.000 sát thương, 7 mạng, Master 2 huy chương. Điểm đội 1.640 kinh nghiệm gốc. Các trận đấu khác mình có thể bắn từ 3 cho đến 4.000 và cũng dễ kiếm Master bởi nó chưa ra mắt mà. Nhưng mình đảm bảo nếu nhiều người có con này về thì sẽ lên tới tầm 1.300 hoặc là 1.400 đấy. Nói chung thì cách chơi của nó giống hệt Kinana nhưng sẽ có một vài cái điểm nhỉnh hơn. Ví dụ như sát thương trung bình mỗi phút, sát thương trung bình mỗi viên, anh em thoải mái, tự tin, đổi thiệt hại. Tốc độ cũng nhanh hơn để càn cánh tặng chung hay chiếm một vài vị trí quan trọng cánh tặng nặng. Thêm một điểm khác mình thích chính là bộ giáp cabin. Anh em thấy hai cái má không? Thì thoảng chúng ta lắc xe sẽ chặn đạn tốt hơn. Còn có Kinana ấy, phải giữ kẻ địch ở phía trước, bởi chỉ cần đi chéo một cái sẽ bị kẻ địch đục. Khả năng cày bạc thì khỏi bàn, có độ xuyên tốt. Nên chắc chắn đây sẽ là một cỗ máy hái ra tiền mới dành cho những anh em nào thích đánh giáp lá cà, cận chiến và đi càn. Bắn tỉa thì mình không đề xuất đâu nhá, bởi nó giảm sát thương theo khoảng cách khá nhiều đấy. Mình cũng có trận đấu bắn tỉa thử ở khoảng cách 3 hay là 400m gì đấy, nhưng mà chỉ dao động tầm 2 đến 300 sát thương thôi. Tệ lắm, nạp cũng có phải nhanh đâu. Phí đạn đúng không? Và đó là video ngày hôm nay của mình về chiếc Grom, pháo chống tăng vàng cấp 8 mới của Ba Lan. Anh em thấy sao? Có mạnh mẽ không? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye!